Ở dòng loại thứ 7 cho lứa tuổi 2017. Và bây giờ 1713, 1714, 1707 ok, 1705 ok, 1733 con đợi chút xíu đi con, 1733. Vậy là chúng ta đã từng ra những gương mặt rất là xuất sắc trong lứa tuổi 2017 rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với lứa tuổi 2018. Rồi vô. Đúng rồi. Mời bé có báo danh 1801 nhanh chóng di chuyển đến khu vực bốc thăm ạ. 1804 Vô gần. Ô, giữ dành ta. Chuẩn bị, anh thân. Vị trí thứ hai là 1851. Cố lên con. 1857. Chúc mừng 1858. Các bạn nhanh chóng di chuyển vào khu vực bốc thăm ạ. Và về vị trí thứ ba đang cạnh tranh khốc liệt cho vị trí thứ ba là 1849 cùng với 1854. Cố lên. Ok. Em đâu mà sân dương đã vượt bậc. Cho dòng tứ kết 3. Xin mời 7 bạn chuẩn bị. Anh Minh. Nhanh lên. Bắt đầu. Nhanh hơn sức luôn. Sau lúc tứ kết số 4, mời những bé có số báo danh sau lên để bốc thăm. 7 tay đua đang chạy chân. Và vị trí đầu tiên. 1839. Tứ kết 3. 1839. 1860. Sau nhanh lên Sam ơi! Sam ơi! Một tám bốn hai về thứ ba, 1851 về thứ tư, 1833 về thứ năm, về thứ sáu và thứ bảy là 1856 và 1841. Và các bạn nhỏ hãy nhanh chạy vào và sẽ kinh tâm nha. Tổng này các bạn cố gắng tập trung. Chuẩn bị. Âm thanh. Shadow Cup 2022 chấp chiều hôm nay tại Iron Mel Bình Tân với những tay đua của lứa tuổi 2018 nồng và rất dễ thương. 1842 về vị trí thứ ba.
tăng tốc lên, tăng tốc lên, nhanh. 1860. Tăng lượng là 1851. Sam ơi. Đây, mình giải lao 5 phút nha. Đẩy bị nha. Chuẩn bị. Âm thanh. Nghe âm thanh nha, nghe âm thanh. Music. Đó là đội Open Club này là đội phải đó là những tay đua kinh nghiệm dữ lắm và lứa tuổi thì nhiều lứa tuổi khác nhau ta nhận ra chắc là những lứa tuổi lớn hơn sẽ mong lại bằng những lứa tuổi nhỏ giống như là những kỹ năng của những bạn nhỏ nhiều từ bắt đầu và các đội tuyển từ chiếc Ender và các bạn đi du lịch của Thiên Mi nhiều đó là nhiều bạn nhỏ tuy nhỏ tuổi nhưng rất nhanh không có được 1606 với tiền mặt rất là nhỏ và tốc độ rất nhanh nhỏ xe rất to tăng tốc tăng tốc tăng tốc tăng tốc 1606 về vị trí thứ hai và vị trí thứ ba là 1605 rồi đi qua hai con rồi tôi muốn gì tôi muốn coi trò chơi gì đâu mua ra không có đành lẹ lắm rồi chuẩn bị nha 2 4 6 8 tay đua chuẩn bị âm thanh sẵn sàng sao wow tôi còn sẵn lắc đây rồi ra đây con ra đây rồi ra đây ở đây Sam ở đây Sam Sam các bạn chuẩn bị nha cơ hội cho các bạn đây âm thanh bắt đầu đó có ba bạn thôi xin mời các tay đua bước vào vòng loại chuẩn bị vòng loại nhanh lên nhanh lên nhanh lên rồi xin mời nhanh lên nhanh lên tăng tốc luôn và vòng loại chuẩn bị là chung kết nữa Sam ơi rồi chúc mừng con nhanh lên Sam ơi anh hai về rồi nhanh lên nhanh lên nhanh lên tăng tốc đi 1601 1702 1602 1606 1607 1605 1607 1605 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 1
chúng ta đôi chuẩn bị cho vòng loại bán kết hai. Anh Thanh, càng vào sâu càng khí thế. Và bây giờ chúng ta đang xem cô ta đi nào sẽ về vị trí đầu tiên để bước vào vòng loại tiếp theo của vòng loại chung kết với các tay đua. Và những phút đua phải nói là rất nguy hiểm, và những tay đua quẹo rất là tư luyện với những kỹ xảo kỹ năng rất tuyệt vời. 1-6, 1-2 vào vị trí đầu tiên. Và chúng ta đã tìm ra những gương mặt
bước vào vòng tiếp theo. Sao mà anh hai về rồi, dí theo anh hai thôi, dí theo hai. Và bây giờ là vòng loại chung kết cho các bạn nha. Mình sẽ giải lao khoảng 3 phút, các bạn uống nước đi, uống nước giải lao. Những tay đua vào vòng loại chung kết với giải Family vòng loại thứ hai, chuẩn bị âm thanh. Bắt đầu. Và hôm nay Family chúng ta được trải nghiệm với các phụ huynh với những tay đua cũng rất là tôi hơi lạ ấn độ luôn. Quá dữ, các mừng quá chị chơi. Ôi, ông cô, các bạn ơi, ông cô. Sao đâu, sao làm gì được luôn. Cô lên Sam, cô lên rồi. Vị trí thứ hai 1851, chúc mừng con. Vị trí tiếp theo. Ok, rồi trên đây chuẩn bị âm thanh. Để xem bé nào đại diện cho mình sẽ về vị trí đầu tiên đây. Chạy luôn thôi, lẹ luôn, cơ hội. Trời ơi, nhỏ xíu con mà tốc độ ghê gớm không? 1606, chúc mừng nha. Trời ơi, như vậy là quá không được nha. Cố lên trên, cố lên. Trên ơi. Trên, giờ là giờ. Sam, vô lấy kìa. Vô thấy như trướng, vô thấy trướng. Phía trướng đẹp lắm kìa. Sao không có gì chưa? Đi lên đây.
Eo núi kìa con. Eo núi kìa. Eo núi kìa. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Cô đâu? Cô Châu đâu ha? Hỏi bạn coi. Ba phụ huynh của bé. À. À. Sam quay ở đây ha. Giờ lên, giờ lên. Tẹt cả hai bên, con tẹt cả hai bên. Tẹt cả hai bên. Tẹt cả hai bên. Tẹt cả hai bên.